Hello, hello, mấy chàng này chưa bác đang theo dõi kênh mua bán đồ nghề bãi nha. Hôm nay em lên clip tiếp theo số 45, bao gồm một số món đồ nghề nội địa Nhật Mỹ ha, khá là chất lượng luôn. Thì anh em theo dõi thấy món hàng nào ưng ý phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc sưu tầm của mình, anh em ủng hộ em nha. Và cũng như thường lệ luôn, mã số và giá cả công khai em dán bên trên ạ. Anh em mình xem video sẽ thấy ngay được giá sản phẩm luôn. Chi tiết cấu tạo ngoại hình cũng như là kích thước thì anh em xem trong video giùm em. Em sẽ quay rất là rõ ràng về chi tiết thì anh em mình thấy phù hợp á, ủng hộ em ha bằng cách chốt hàng qua số điện thoại hoặc là Zalo của em 0896996883. Và khi chốt hàng anh em báo giùm em mã số sản phẩm cộng mã số clip nha. Ví dụ clip hôm nay là 45 nè. Anh em mình chốt mã số 1 thì báo giùm em là mã số 1 clip 45, hoặc là chốt mã số 2 báo giùm em mã số 2 clip 45. Và tương tự cho tất cả các mã có trong video nha anh em. Hôm nay thì cái số lượng hàng khá là nhiều ha. Ở đằng sau thì sẽ có một số cái hàng sưu tầm của Mỹ rất là chất lượng luôn. Thì anh em mình theo dõi video ha. Rồi sau đem vào phần giới thiệu chi tiết ạ. Mã số 1 giới thiệu cho anh em một cây cơm ba lấy dấu. Cây này là hàng của Nhật nha, tình trạng còn khá là đẹp. Anh em có thể xem qua các cái chi tiết nha. Đây, đây em thấy có một chuyện ở đây ha. Đây. Chốt rất là chắc chắn nha nè. Các cái góc của nó này em thấy nó vát rất là đẹp nha. Đây. Và đặc biệt cái phần mũi này được đôi thép rất là cứng cáp luôn nha anh em. Đó. Đây, cây nhỏ như thế này nha anh em, cầm trên tay rất là nặng tay, rất là chất lượng nha. Rồi, chiều dài của cây này thì em đo được là 22,5 cm ạ. Anh em mình mua về sử dụng hoặc sưu tầm đều ok ha. Mã số 1 của clip 45, giá 200.000 cho cây cơm ba lấy dấu của Nhật ạ. Em qua mã tiếp theo. Mã số 2 giới thiệu cho anh em một cây thước gốc nha. Một cây thước kê gốc. Cây này thì để cho anh em mình chuyên kê gốc 45 độ nha. Đó. Thì nó sẽ có cái dạng như hình bình hành. Hai cây gốc này là 45 độ, hai góc đối diện này là 135 độ và bên trong nó sẽ có một số cái góc phụ ha. Đây là hàng nội địa Nhật, nó không có tên hãng gì hết anh em. Em thấy ở đây thì nó được khắc kiểu như khắc thủ công á. Có hình hai cái con vật này ha. Rồi, về ngoại hình thì em thấy cũng còn rất là ok. Các cái góc của nó là còn rất là chuẩn ha. Đấy. Thiết kế thì dày dặn, cứng cáp nha. Không có yếu ớt đâu anh em. Anh em thấy nó mỏng như thế này nhưng mà rất là dày ha. Rất là cứng luôn. Này, mặt phẳng bên dưới là thẳng tắp luôn. Về kích thước á, thì cái cạnh này á, em đo được là 11,5. Cái cạnh này á là 8,5 nha anh em. Em nghĩ cái này nó sẽ rất là phù hợp cho anh em mình làm thợ mộc nè, hoặc là làm nhôm sắt cửa kính rồi đó anh em. Đó. Để mình kê góc ha, rất là chuẩn luôn. Rồi, anh em chốt hàng báo giùm em mã số 2. Clip 45, giá 100.000 cho cây này ạ. Em qua mã tiếp theo. Mã số 3, em có một cây thước kẹp ha, một cây thước kẹp. Cây này là của hãng Mitu Toyo, hàng của Nhật nha anh em. Đó. Nói đến Mitu Toyo là một thương hiệu rất là nổi tiếng về các cái dụng cụ đo lường của Nhật ha. Đây, cây này á thì em thấy là nó hoạt động thì rất là ok, ngon lành luôn. Tuy nhiên nó điểm trừ của nó, cái bề mặt bên này nè, anh em thấy ha. Họ có làm dấu anh em, họ có cái làm dấu, với lại nó bị rỉ nhẹ chỗ này, rỗ nhẹ chỗ này một tí này. Đấy. Đó. Còn lại là rất là ok luôn. Ví dụ như là cái các cái vân vạch số này. Anh em thấy này, rất là rõ ràng luôn. Từ 0 cho đến 150 ml, chuẩn hàng nội địa Nhật logo Z ha. Đây, chốt còn nguyên vẹn luôn. Rồi, cái độ sai số của nó là 0.05, rất là nhỏ. Rồi, các cái chi tiết là ok hết nha. Đó. Rồi. Thước kẹp thì anh em mình có thể sử dụng các cái chức năng của nó đây. Đo đường kính ngoài này.
Rồi, này là đo đường kính trong này và một cái thanh đo độ sâu. Đấy, đầy đủ các cái chi tiết luôn em, rất là trơn mượt luôn. Đấy. Phần hàm cũng rất là ok nha. Đây, hàm đây. Em kiểm tra em thấy là không có hở sáng gì hết em. Đó. Cây này thì anh em nào mình mua về mình sử dụng á thì em thấy là rất là ok luôn. Tại vì cái ngoại hình nó không đẹp một tí nên nó chưa có phù hợp nên em mình sưu tầm. Nhưng mà anh em mình sử dụng thì rất là ngon nha. Rồi, mã số 3 clip 45 giá 250.000. Em qua mã tiếp theo. Mã số 4. Em có một cái cây kìm kẹp hàng nội địa Nhật nha. Đây, thông tin của nó, mộc truyện của nó là được in nổi như thế này nha. Rồi, em thấy là rất là cứng cáp luôn, em cầm lên tay khá là nặng tay luôn á. Phần hàm ở đây thì hàm của nó có dạng hàm cong như thế này. Đây. Đó. Thì em cũng chưa biết cái công dụng chính của này, có thể là đồ để kẹp cho mấy cái anh hàng hay là rèn gì đó nè. Nói chung là em cũng không có hiểu lắm về cái sản phẩm này nha. Thì em quay chi tiết anh em thấy nó phù hợp với công việc của mình, anh em ủng hộ nha. Rồi, ở đây là em thấy phần cán nè, nó làm các tạo các cái vân tròn như thế này, cầm nó bám tay lắm, chống trượt rất là ok luôn á. Đặc biệt là chất thép rất là dày dặn và cứng cáp nha. Tổng chiều dài của nó thì em đo được là 27 cm. Rồi, về cái phần hàm của nó, cái độ rộng hàm của nó là 3 cm nha. Này, rất là nặng nè, rất là chắc tay nha. Anh em chốt hàng báo giùm em mã số 4 clip 45 giá 200.000. Em qua mã tiếp theo. Mã số 5. Mã số 5. Hôm nay em có 3 cái cần nha nè, 3 cái cần nối với 3 cái kích thước khác nhau ha, ngắn dài khác nhau. Đặc biệt là hôm nay có một cây rất là dài nè. Tất cả là đều của hãng Snap-on, hàng của Mỹ nha nè. Snap-on ha, USA. Đây, USA Snap-on. Đây của bạn nè, USA Snap-on, rất là chất lượng luôn ha. Cầm lên tay là em sẽ thấy được cái độ chắc chắn của nó nha. Chất thép khá là nặng tay luôn. Đó. Thì em có 3 cây như thế này. Ngoại hình của nó thì anh em nhìn vào anh em mình thấy không đẹp. Ngoại hình của nó được đánh giá là không có đẹp. Nó có những cái vị trí nó bị tróc cái nước si á. Đây. Nó hơi đen, tối màu một tí. Đó. Này cũng vậy ha. Tuy nhiên các cái bi của nó này cũng như là cái chất lượng của nó là rất là ok luôn nè. Thẳng tắp nha, không có cong vênh biến dạng gì hết nha nè. Thì em nghĩ nó sẽ phù hợp với anh em mua về sử dụng ha. Cái đoạn mà nhỏ nhất này thì em đo được khoảng là 14 cm. Tiếp theo là khoảng tầm 19,5 cm. Và cây dài nhất trong bộ này nè là 30,5 cm nha nè. Đây, rất là dài luôn. Rồi. Cái đầu kết nối của nó cũng như là đầu nối vào của nó là đều 3/8 hết nha. 3/8 hết nha nè. Là khoảng 9,5 mm nè. Đây nè, khi mà nối vào này. Đó. Không có bị rớt gì hết nha. Rất là chắc luôn nha nè. Rồi. Anh em chốt hàng báo giùm em mã số 5 ha. Clip 45, giá của 3 cây nối này là 300.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 6, em có một cây mỏ lết dạng mỏ lết cổ này nè. Ngoại hình của nó cũng không đẹp anh em, ngoại hình của nó cũng không đẹp đâu. Cái nước si nó này nó bị chóc ha, nó bị chóc nên nó tối màu một số cái vị trí này.
Tuy nhiên em thấy nó hoạt động trơn tru lắm, mà cái nếu mà anh em nào mình thích á, mình về mình đánh sạch cái lớp xi của nó ra ha, mình sẽ ban cho nó lại cái chất thép bên trong thì em thấy rất là chất lượng luôn. Này, cây này tình trạng là em thấy các cái góc cạnh của nó là còn rất đẹp, hàm rồi rất đẹp, con lăn rồi đẹp, chi tiết là ok hết á, chỉ tội cái nước xi của nó là không được đẹp thôi. Đó. Rất là nặng tay nè, cầm lên tay rất là nặng nha. Tổng chiều dài của nó khi mà khép hàm là 20 cm nha nè, 20 cm. Đây em mở hàm ra cho anh em xem ha. Em khá là rộng luôn á nè, em mở nãy giờ chưa ra hết luôn. Em nghĩ là tới khoảng này là ok rồi. Anh em có thể tháo rời được phần lưỡi với phần thân ra nè, phần đầu trên với đầu dưới ra ha. Đây, hàm bên trong đây nè. Ok nha. Đó, có một số dấu cấn cấn đã qua sử dụng thôi, không có vấn đề gì hết anh em. Rồi, cái độ mở hàm của nó là lên đến 7 cm nha nè, rất là dày dặn luôn. Đó, con lăn là hoạt động trơn tru ha. Trong đây em thấy có làm dấu 633 như này ha. Khép hàm thì em thấy cũng ok này, đấy, khít sát luôn ha. Trên này em thấy có dấu kiểu như đóng thủ công á nè, SKS, thì em cũng không có rõ lắm của hãng nào. Đó, anh em nào mình sưu tầm về các cái dòng mỏ lết cổ như thế này, anh em có thể cho em xin thông tin ha. Hoặc là anh em thấy nó phù hợp với sở thích công việc của mình, anh em ủng hộ ha. Mã số 6, clip 45, giá 350.000. Cầm lên tay rất là nặng nha, anh em lưu ý giúp em ha. Rồi, qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Ở đây để em cân luôn cho mình ha, cân luôn cho mình biết cái trọng lượng của nó. Cái này gần 800 g anh em, 768 g ha, gần 800 g. Đấy, anh em thấy chất thép nó rất là nặng nha, rất là đặc luôn ấy. Rồi, em qua mã tiếp theo, mã số 7. Một cái mỏ lết ngang ha, của nhà Sankei, hàng của Nhật nha nè. Cây này em thấy tình trạng đẹp nha, tình trạng khá là đẹp nè. Anh em xem qua các cái góc cạnh ha. Nhà Sankei thì họ thiết kế rất là dày dặn anh em. Đây, cái phần thân của nó họ thiết kế rất là dày dặn ha. Thông tin thì được in nổi như thế này. Cây này là size lớn 280 ml anh em. Rồi, mã của nó là MW280. Chất liệu thép rèn ha, cho bè. Cây này thì em thấy đẹp này, nước xi chưa có dấu hiệu bong tróc nhiều, đây, còn sáng đẹp. Khi mà khép hàm á, thì em đo được là 28 nha, đúng với cái thông số của hãng ha. Khi mở hàm này nè, đây, con lăn là hoạt động trơn mượt luôn anh em nha, không có dấu hiệu nứt bể gì hết nha. Đây, hoạt động trơn tru này, mở hàm rất là rộng.
lên đến 7,2 cm đây nè, 7,2 cm nha. Rồi phần hàm đây rất là ok luôn. Anh em thấy các cái dấu ở đây nè, người sử dụng trước họ sử dụng lướt qua thôi, nó có cái phần nước xi bên ngoài thôi chứ không có ảnh hưởng gì đến cái hàm thép của nó hết nha. Tương tự bên dưới cũng vậy nha. Này, đó. Rất là láng ha, không có dấu hiệu nó bị rỗ, bị dập xuống gì hết á. Rất là ok luôn. Phần đầu này cũng vậy ha. Chắc nó cấn cái nước xi một tí thôi. Đó. Chứ không có phải mẻ nước gì hết nha. Các cạnh rất là ok luôn. Anh em có thể thấy được cái cạnh của nó ha. Đấy, hoạt động là trơn tru ngon lành. Anh em nào thích những cái cây mở lết ngang mà có cái hàm mở rộng á thì anh em tham khảo qua cái cây này ha. Khép hàm này, khít xác luôn rồi nè. Này thì sưu tầm hoặc sử dụng đều ok này. Mã số 7 ạ. Clip 45 giá 270.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã tiếp theo là một cây cờ lê nha, một cây cờ lê móc ha, hoặc là mỡ con đó nè. Cây này thì của hãng Super ha, hàng của Nhật nha nè. Thì cây này em có thể mở phi lên đến là 35 cho đến 105 nha. Đây, thông tin của nó đây. Đây cái độ mở của nó này. Đó, anh em mình có thể điều chỉnh cho đây nha. Size này. Rồi, chuẩn hàng của Nhật Japan nha nè. Đó, rất là dày dặn, cứng cáp luôn, không có dấu hiệu cong vênh gì hết nha. Nước xi thì đa phần là cũng sáng đẹp anh em, chưa có dấu hiệu bong xi, chóc xi gì nhiều đâu. Trên bề mặt có một số dấu vết cấn nhẹ thôi, đó, không vấn đề gì hết ha. Hoạt động này. Này. Đấy, lò xo là ok, ngon lành hết nha. Đấy. Rất là cứng cáp luôn. Chiều dài của cái này em đo được là 28 cm ạ. Cái đầu móc của nó là có cái dạng vuông như thế này nha. Rồi, anh em mình chốt hàng báo giúp em mã số 8. Clip số 45, giá 220.000, em qua mã tiếp theo. Mã số 9. Số 9 và số 10 nè, hôm nay em có hai cái kìm đa năng anh em. Với cái thiết kế cấu tạo cũng như là cái công năng của nó gần như là giống nhau ha, gần như là giống nhau. Thì cây màu cam này, cây số 9 đây nè, của nhà Fujia, hàng của Nhật. Còn cây này là hàng của Đức ha. Rồi, đầu tiên giới thiệu cây Fujia trước cho anh em xem. Cây này thì ngoại hình nó là đã qua sử dụng nha. Hơi cũ, ngoại hình nó sẽ hơi cũ. Nên anh em xem qua nha, các cái góc cạnh của nó ha. Đó. Đầu tiên là về phần cán nha, phần cán thì ok. Đấy, không có rách, không có nứt gì sâu vào bên trong hết, rất là chắc chắn luôn. Cán cái này ok, cấn nhẹ trên cái lớp cao su thôi, không vấn đề gì hết. Cao su thì nó mềm hơn so với những cái chất liệu khác nên nó dễ cấn thôi. Đây, đây. Chứ không có bị rách nứt gì hết nha. Rồi, về cấu tạo của nó thì nó thiết kế ở đây có ba cái đầu bấm cốt này nè, ba đầu bấm cốt. Ở trên thì một cái đầu, cái lưỡi cắt ha, ở trên một cái lưỡi cắt phụ. Đó. Rồi, này đã cắt các cái ren ốc này nè. Thì anh em có thể cắt là M26, M3, M3.5, M4, M5. Rồi, ở đây cũng có thêm cái đầu bấm cốt này, 125, 25.5. Ở đây có một số cái lỗ để anh em mình tuốt dây. Anh em có thể tuốt từ dây 0.75 cho đến 5 chấm. Đấy, của hãng Fujia ha. Các cái lỗ tuốt thì còn rất là tròn anh em, tròn đẹp nha. Đây. Đó, thì em thấy tình trạng còn ok hết ha. Đây, hoạt động này, trơn tru, ngon lành.
Cây này thì chiều dài của nó em đo được là 24 cm ạ, 24 cm ạ. Rồi, mã số 9, giá 200.000 cho nên mua về sử dụng nha. Tiếp theo mã số 10. Đây, một cây với cái cấu tạo nó tương tự nha, một cây cấu tạo nó tương tự. Cây này thì tình trạng của nó là hàng chưa qua sử dụng nha anh em, hàng chưa qua sử dụng. Nó còn rất là mới, đẹp luôn. Chỉ có điều là nó không có bao bì vỏ hộp anh em. Đôi khi hàng bãi này, để hàng này nó xa cả với hàng kia nên có những cái vết chai xước nhẹ trên bề mặt thôi. Và cây này nó cũng có một cái điểm nữa là do cái sai sót bên em ha. Thì trong quá trình em rọc cái siêu cái bọc bao tay nó ở đây thì hơi mạnh tay nên là em làm nó bị tét một cái đường này, tét ở ngoài thôi nè, nó đi vào in trong thì khoảng tầm 2 ly đổ lại thôi đó, chứ nó chưa có cắn sâu vào bên trong nha. Đó, anh em thấy tình trạng của nó đó. Như vậy thì nên là cây này em sẽ sale rẻ cho anh em nào mình mua về sử dụng nha. Giá của mỗi cây này em hay bán là 450.000, tuy nhiên cây này do cái lỗi của bên em nên là em bán 350 để anh em nào mình có mua về mình sử dụng á thì anh em ủng hộ giùm em nha. Đấy, tình trạng nó rất là đẹp luôn, không vấn đề gì hết. Này, hàng này là hàng chưa qua sử dụng anh em. Cán bên này là còn rất là đẹp nè, bên này đã tét một đường. Đó. Chất liệu của nhà Canibet thì anh em thấy rồi, rất là chất lượng luôn ha. Thì cây này nó sẽ có hai cái đầu bấm có cho anh em nè, 1.5, 2.5. Rồi, một số cái đầu cắt ren ốc này. Anh em có thể cắt ốc từ 2.6 cho đến 5 nha. Đây, tương tự giống như cây lúc nãy nha. Những cái ren ốc là thông dụng của anh em mình hay sử dụng thôi. Đấy. Khuyến cáo thì anh em nên cắt những con ốc đồng. Ốc thép thì em cắt vẫn được, nhưng mà em nghĩ là nếu mình sử dụng về lâu về dài mà cắt thép nhiều quá thì cái độ bền nó không cao. Thì em thấy trên bên hãng người ta khuyến cáo là cắt những con ốc bằng nhôm, bằng đồng ha. Rồi, ở đây có một cái lưỡi cắt phụ anh em. Anh em mình cắt dây điện. Rất là bén nha anh em, rất là bén nha. Lưỡi khít sát luôn. Rồi, và một số cái lỗ tuốt dây anh em mình có thể tuốt từ 0.75 cho đến 6.0. Các cái lỗ tuốt này lưỡi rất là sắc luôn nha. Đấy, rất là tròn. Một cây kìm đa năng ha. Anh em có thể sử dụng nhiều chức năng trên cây kìm này. Tuốt dây, cắt ốc, bấm cót. Quá là tiện luôn. Rồi, em nghĩ là anh em nào mà mua về sử dụng á, anh em ủng hộ em cây này nha. Rồi, nếu mà anh em mình mua về sưu tầm hoặc là anh em mình thích những cây nó đẹp đó, thì anh em có thể liên hệ với em để mua những cái cây mà nó không có bị lỗi như thế này ha. Rồi, mã số 10, clip 45, giá 350.000. Những cây đẹp thì giá của nó là 450 nha nè. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 11. Giới thiệu anh em một cái cây kìm cắt dây của nhà Mary. Này, Mary ha, hàng nội địa Nhật. Thì tình trạng cái này em thấy cũng còn rất là ok này. Đó. Size của nó thì cũng khá là nhỏ gọn nha. Anh em mình bỏ túi rất là tiện luôn ấy. Đó. Phần lưỡi thì em thấy cũng ok luôn. Khít sát ha. Chất kim của nhà Mary thì rất là ok luôn á nè. Tổng chiều dài của nó em đo được là 16.5 cm nha nè. Cái phần cán á, nó có những cái vết chảy xước nha. Đây nha anh em thấy ha, có những cái vết chảy xước. Đây, nó không có rách sâu vào bên trong nha. Em cũng lựa rất là kỹ, nó chảy xước bên ngoài thôi. Không có rách cắn sâu vào bên trong. Đây anh em xem lại phần lưỡi nó này. Chuẩn bị cho video gấp quá nên em không có kịp chuẩn bị dây để mà test á. Đây, em có một cái dây này để em test thử cái phần cắt dây cho anh em xem ha.
Ôi, cắt ngon luôn anh em. Phần đầu này, phần giữa này, phần trong kia này, rất là ok luôn ha. Cây này sử dụng thì ngon lành rồi. Mã 11, clip số 45, giá 150.000. Nay cho em quay lại một tí nha. Em quay lại với cái sản phẩm này nè. Đây, vô tình thì em cầm cái sợi dây, nó có tép cái phòng bấm code của nó này. Đó, này cái đầu bấm code của nó này, nó sẽ ra cái sản phẩm như thế này ha, rất là chắc chắn luôn nè. Đầu bấm cũng rất là đẹp ha. Để anh em có thêm cái thông tin mình tham khảo, mình ủng hộ em nha. Qua mã tiếp theo nha nè, tại vì số lượng hàng hôm nay khá là nhiều. Mã số 12, em có một cái cặp vít ba ke của nhà về sale. Đấy, hàng của Nhật ha, product of Japan. Đấy, về sale. Hai cây này là đều là vít ba ke hết anh em. BH2 rất là thông dụng cho anh em mình sử dụng luôn. Em sẽ có một cây là size trung và một cây là size dài nha. Cây size trung á thì chiều dài của nó là tầm 20 cm, cây size dài là 25 cm nha nè. Thiết kế dạng cán hồ lô ha, có nhựa và cao su cách nhiệt. Cái phòng màu đen á là bằng nhựa, cái phòng màu đỏ là cao su nha nè. Này, thiết kế các cái vân caro cầm chống trượt rất là ghê luôn. Này, em quay cây này cho anh em xem nè. Đấy, không vấn đề gì hết nha, không có rách nứt bể cấn gì hết đây nè. Rồi, cái đầu của nó này, cái cạnh rất là ok. Thì anh em mình mua về tiếp tục sử dụng là ngon lành nha. Tương tự đầu bên này cũng vậy nè, chày nhẹ trên bề mặt thôi, không vấn đề gì hết. Rồi, đầu mũi của nó đây, còn rất là ok luôn. Vetsale là một cái hãng chuyên về các cái dòng vít của Nhật anh em, rất là chất lượng luôn. Những cái mũi vít của cây này nó có độ cứng, độ bền rất là cao nha. Này thì anh em mình mua về sử dụng, hoặc là anh em mình dùng trong cái công việc của mình rất là phù hợp ha. Đặc biệt là anh em làm các cái nghề về điện, điện dân dụng, điện lạnh này đó anh em, điện nhẹ đó ha. Mã số 12, clip 45, giá 170.000 cho hai cái vít nha nè. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 13, em có một cái cần lực của nhà Tonichi nha, cần chỉnh lực nha nè. Ở đây có cần chỉnh lực này. Cây này thì tình trạng còn khá là đẹp nha, khá là đẹp luôn. Đi kèm với cây này em sẽ có một cái đầu kết nối. Cái đầu hiện tại em đang có là đầu số 17 nha nè, cờ lê số 17 nha. Thì cây này anh em mua cần về rồi mình có thể sử dụng nhiều cái đầu khác nhau. Và đầu em đang có là đầu 17 nha. Đây, thông tin đây, Tonichi ha, made in Japan, rất là chất lượng luôn. Cái đầu này quá đẹp luôn này nè, em gắn vào luôn ha. Để em đo cái này trước cho anh em nè. Em tìm cái thước nó không ra rồi. Đây, để em đo ha. Để cho anh em mình về sử dụng cái chuẩn của nó cho phù hợp nha. Đầu này là 12.5 ly nha nè, 12.5 ly. Rồi, kết nối vào ha. Ở đây nó có một cái bi giữ nè, rất là chắc chắn luôn ha. Cây này tình trạng là còn khá là đẹp luôn. Đó, cái phần cán của nó được bọc cao su nguyên vẹn luôn, không có rách nứt gì hết. Đây, ở đây thể hiện cái đồng hồ để mà thể hiện cái lực của nó này. Thì cây này anh em có thể đo được từ 10 cho đến 50 newton nha, 10 cho đến 50 newton. Rồi, cái số này là số lẻ nè. Ví dụ như anh em từ khoảng từ 10 cho đến 20 newton á, nó sẽ có cái đoạn anh em thấy không ạ?
10 là 15, nó sẽ có các cái vạch tại vì nó hơi bị chế đèn á, anh em sẽ nhìn không rõ đây, anh em thấy rõ đây. 10 này, cái vạch tiếp theo là 15, tiếp theo là 20, thì trong cái khoảng cách của nó là 5 Newton á thì nó sẽ có cái này ha. Đây, anh em có thể điều chỉnh số lẻ 0.5, 1 này, 1.5 này, 2 này, 2.5 này, 3, 3.5, 4, 4.5 và đến về 0 ha. Đấy, ví dụ như khi mà về 0 ở cái vị trí này thì nó là 15 này. Này 10, này là 15.5 này. Này là 16 Newton này, đó, đại loại như vậy ha. Anh em tiếp tục cho các cái số tiếp theo. Rồi, dưới đây khóa nằm ở dưới này ha. Đấy. Các cái chi tiết là còn nguyên vẹn hết luôn. Về phần thân của nó này. Thì đây. Made in Japan ha, nó có cái mã QR luôn này nè. Rồi, thông tin của cái cây này ha, LC50NX12D. Đấy, nó cũng thể hiện cái thông tin của nó ha, 50 Newton ha nè. Đó, anh em có thể tra cái mã này để mình tìm hiểu nha. Đấy, cây này thì quá đẹp luôn. Tặng kèm cho anh em cái đầu 17 luôn ha. Rồi. Về kích thước thì chiều dài của cây này em đo được là 28 cm nha, 28 cm nha nè. Anh em chốt cái này, báo giùm em mã 13 nha. Clip 45 giá 600.000, em qua mã tiếp theo ạ. Mã 14. Tiếp tục là một cái con chỉnh lực của nhà Tonichi luôn nè. Tonichi. Cây này thì anh em có thể mình điều chỉnh trong cái lực của nó là từ 5 cho đến 25 Nm nha. Hình thức thì cũng còn nguyên vẹn luôn nè. Đây mã của nó này, CL25N5X10D. Đấy, của nhà Tonichi. Hàng của Nhật ha. Made in Japan. Rồi. Cái tem của nó em để nguyên vẹn luôn nha. Anh em về không thích thì mình cứ tháo ra ha. Em để cho có cái thông tin nguồn gốc để cho anh em mình có thể dễ theo dõi ha. Rồi. Cây này thì em không có tặng kèm đầu nha nè. Không có tặng kèm đầu ha. Tại vì bên em hiện tại là chưa có cái đầu loại này. Cái đầu loại này là đầu loại nhỏ nha nè. Đầu loại này là đầu 10 ly nha. Đó. Bi khóa là còn ok, ngon lành, nhũng nhảy ngon lành luôn. Đó. Phần cán cao su này. Nó hơi bị dính bụi dầu nhớt thôi, không vấn đề gì hết đây nè. Đặc biệt là cái mặt đồng hồ rất là rõ này. Rồi, cái này là đồng hồ để anh em mình chỉnh các cái con số mà chẵn ha. Ví dụ như là 5, 7, 9, 10, 3, 11 vậy nè. Đấy, con số mà nó chẳng cái hàng chục anh em. Còn hàng đơn vị nè, thì anh em mình điều chỉnh là chọn vị trí này giúp em. Đây, để mà điều chỉnh được á, thì ở đây anh em thấy sẽ có hai cái dấu mũi tên nè. Đó, anh em mình xoay cho nó khớp vào nhau giúp em. Rồi anh em mình kéo xuống ha. Rồi lúc này thì mình vặn giúp em. Đấy. Mình điều chỉnh vặn giúp em ha. Đấy. Rồi cái vạch đỏ nó đi tới đâu á thì cái Newton nó chỉ định tới đó nha nè. Rồi đây là cái số lẻ nè, tương tự giống như cây lúc nãy ha. Khoảng cách giữa hai cái vạch ở đây anh em là 2 cm nha. Như vậy em sẽ chia nhỏ ra, ở dưới họ sẽ chia đồng hồ nhỏ ra như thế này anh em. Đây 1.8 ha, từ 0 cho đến 1.8, 0.2, 0.4. Đây thì đây nó chia nhỏ ra là 0.2 Newton ha. Rồi, em ví dụ nè, cái đoạn này nè. Em điều chỉnh ha, em điều chỉnh nó về một cái số chẵn cho anh em xem này. Đây, khi mà số 0, đây nó đúng là 9 Newton mét này nè. Đây. Nó trùng khớp với cái vạch số 9 ha. Ở đây là số 0. Rồi anh em mình muốn chỉnh qua nè. Ví dụ như đây 9.2 Newton này. 9.4 Newton này. 9.6, 9.8 ha.
Rồi, tới số 1 thì nó sẽ là 10 Newton. Đây, lúc này em lấy 9 cộng với 1 ở đây nữa là 10 Newton ha. Đấy, tương tự cho các cái số nha. Rồi, em thấy thì hoạt động cũng ok, ngon lành hết luôn. Mặt hiển thị đồng hồ rất là rõ, không có bị bể nứt gì hết nha. Anh em mình về mình có sẵn đầu á, mình mua về mình sử dụng ha. Mã 14, clip số 45, giá 350.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã 15, một cây vít dẹp của nhà Snap-on anh em, hàng của Mỹ ha. Này, cây này tình trạng hơi cũ một tí này. Thường thì nó sẽ có cái sơn ở đây nè. Tuy nhiên cái này nó bị chóc sơn rồi, anh em thấy cái chữ nó sẽ hơi mờ dập chìm vào bên trong cán nha. Snap-on USA ha. Đấy, cái chữ này là được dập chìm bên trong cán. Thì hơi cũ nên là cái phần cán của nó cũng có những vết chày xước nha nè. Đảm bảo cho anh em là không có bị bể, không có bị nứt, rất là chắc chắn luôn. Đó. Rồi, phần đầu mũi của nó đây. Cây này thì sẽ phù hợp cho anh em mình mua về sử dụng nha. Anh em nào thích những cái chất liệu thép cứng cáp của nhà Snap-on á, anh em có thể tham khảo qua cây này. Còn đẹp thì nó chưa có đủ độ đẹp để mình sưu tầm đâu. Chiều dài là 16 nha. Vít dẹp này là khoảng là 4 ly anh em nha. Đó, ngoại hình hơi cũ một tí. Mã số 15 ạ. Bán về cho anh em mình sử dụng ha. Clip số 45, giá 80.000. Em qua mã tiếp theo. Mã 16, một cây vít dẹp ha. Cây này thì là của nhà White của Đức nha nè, Germany ha. Đấy. Thì tình trạng cũng còn ok, ngon lành, không vấn đề gì nha. Cây này họ thiết kế cái phần cán anh em bằng chất liệu nhựa gì đó mà nó cầm nó rất là nhẹ nha, cầm rất là nhẹ tay luôn á. Đầu mũi vít này còn rất là ok luôn, thẳng tắp nha, không cong vênh biến dạng hết nè. Phần cán nó cũng nguyên vẹn, không có bị nứt gì hết nha. Có một số cái vết trầy nè, nó trong quá trình vệ sinh nó bị đánh máy, nó bị trầy thôi, không có vấn đề gì hết nè. Chiều dài của cái vít này thì là 24 nha, 24 cm ạ. Và cái mũi vít của nó này là mũi 6 ly nha anh em. Rồi, anh em thấy phù hợp anh em ủng hộ ha. Giá 80.000, mã số 16 của clip 45. Em qua mã tiếp theo. Mã số 17. Cây này là của nhà Vercel ha, chất liệu cán gỗ và có đầu đóng nha. Này. Tình trạng là còn khá là đẹp. Cây này có thể là hàng kiểu như mà hàng dùng lướt anh em. Anh em sẽ thấy tình trạng khá là đẹp luôn nè. Phần cán gỗ nguyên vẹn luôn ha. Đầu đóng này. Có cái dấu cấn nhẹ thôi. Đấy. Rất ít sử dụng ha. Phần mũi này. Rất là đẹp luôn. Anh em nào thích sử dụng những cây vít cán gỗ thì có thể tham khảo qua cây này. Chiều dài là 22 cm nha. Và phần mũi của nó là mũi 5 ly rưỡi nha nè. Này, khá là đẹp, mã 17 nha. Cây này giá 100.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 18, em có một cây búa bi của Nhật nha. Tình trạng cây này khá là đẹp này. Đó. Hàng có thể là hàng chắc chưa qua sử dụng đâu nè. Thấy cái đầu đóng của nó là nguyên vẹn luôn, rất là chất lượng ha. Rồi, anh em xem qua về ngoại hình. Cây này thì chất liệu cán bằng gỗ. Trên phần cán thì có thông tin sản phẩm này, tem mạc này, mã vạch này. Anh em có thể mình tra cứu tham khảo thêm giúp em ha. Em để nguyên vẹn lại như vậy luôn. Phần cán gỗ nguyên vẹn, không có bị
nứt hư vỡ gì hết nha. Ok luôn ấy. Rồi về phần đầu búa này, mặt đóng bên này rất là đẹp này. Rồi, đầu bi tròn ha, chốt nêm hai chốt bằng thép rất là chắc chắn, và có một cái chốt ở giữa bằng gỗ nữa nè. Này, họ làm rất là chắc chắn luôn nha. Này, cây này thì đẹp này. Tổng chiều dài của nó em đo là 32,8, nói chung là gần 33 nè, gần 33 nha. Khoảng cách giữa hai cái đầu búa thì khoảng là 10 nha. Búa có cái mặt đóng tròn và có đường kính là 3,2 cm nha. Rồi, về trọng lượng này, thì em thấy cái này size chung á, em thấy cầm lên tay nó cũng vừa đó. 600g nha nè, 600g, 6 lạng ha. Cầm lên tay là vừa rồi, mình sử dụng thì cái size khoảng nửa ký 6 lạng là ok. Mã 18, clip số 45, giá 150.000. Em qua mã tiếp theo. Mã 19, giới thiệu cho anh em một cây búa cũng cán bằng gỗ luôn ha. Cây búa này á thì nó sẽ thiết kế một cái đầu đóng dạng vuông và một cái đầu nhọn. Đầu nhọn khá là đa năng anh em ha. Hàng của Nhật nha. Đây, thông tin sản phẩm mộc truyện cũng như là một số cái thông tin liên quan nó thể hiện trên cái phần này nha anh em, mã vạch đây. Anh em có thể về tra cán thêm ha. Hàng này cũng là hàng lưu kho chưa qua sử dụng anh em. Em thấy cái mặt búa là còn nguyên vẹn luôn này. Đó. Sắt thép để lâu ngày thì nó có những cái vết ố thôi, đen đen xỉn màu thôi. Đó. Chứ cái mặt đóng nó còn rất là ok luôn. Cán búa bằng gỗ là nguyên vẹn luôn anh em ha. Đấy, không có dấu hiệu nứt vỡ gì hết nha. Trên cái thân búa này, ngay chỗ này này, họ thiết kế các cái vạch nó đều nhau nha anh em. Này em cũng không chưa rõ lắm là các cái vạch thước đo theo một cái chuẩn nào đó họ tự đề ra ha. Thì em cũng không biết nữa, hoặc là họ thiết kế những cái vân này để mình cầm cho nó chống trượt. Đó, thì em cũng không có rõ lắm á. Anh em nào có thông tin mình cho anh xin thông tin ha. Rồi. À này có một cái thanh bên này nó da cường lại rất là chắc chắn nha nè. Đó. Rồi. Mặt đóng vuông, một cái đầu nhọn bên này nè. Thì đầu nhọn bên này á thường họ sẽ thiết kế cho những cái búa mà kiểm tra hoặc là búa địa chất á nè. À, anh em đi mình đạp đá này, đạp các cái vách đá gì đó ha. Họ thiết kế tôi thép rất là cứng cáp luôn. Đây anh em xem đây. Đó. Rồi, hoặc là trong những cái trường hợp cần thiết hỏa hoạn, hay là trong những trường hợp anh em ở trong cái nhà kính, phòng kính gì đó, này anh em mình có thể mình đạp vào những cái góc kính được ha. Đây, để mình thoát hiểm anh em. Hoặc là anh em mình làm bên công trình xây dựng hay gì đó, anh em mình có thể dùng cái đầu búa đó để mình kiểm tra những cái lỗ hổng, những cái lỗ bên trong ha, mà mình không nhìn thấy được, mình kiểm tra được cái độ rỗng của nó ha. Đó, đó là những cái thông tin mà nhiều anh em mình góp ý cho em biết được như vậy. Còn nếu mà anh em xem qua video thấy mà nó phù hợp hơn với công việc nào đó của mình thì anh em ủng hộ em ha. Chiều dài của cây này thì là 30 cm nha. Rồi khoảng cách giữa cái đầu búa và cái đầu tròn nhọn á là 14 cm. Và đầu búa có dạng hình vuông, cạnh của nó là 1.8 cm nha nè. Búa này thì khá là gọn nha, khá là nhỏ gọn, anh em mình thường vắt như thế này nè. Đó. Cân nặng của nó thì em cân được là 400g, 4 lạng nha nè, 4 lạng. Rồi, anh em thấy phù hợp mình ủng hộ em nha. Hàng chưa qua sử dụng nên em yên tâm ha. Đây, đầu đóng mà nguyên vẹn luôn. Mã số 19, clip số 45, giá 150.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã 20. Đây, mã 20 là một cái cây đây, em cũng không biết là cây gì hết. Em chỉ biết là có một cái đầu búa nha. Nó có một cái đầu búa đóng ở chỗ này. Đây, hàng của Mỹ nè. Đây. Thông tin nó đây anh em có thể tham khảo này.
Cán thì bằng gỗ, đầu thì nó thiết kế một cái đầu đóng, và cái đầu bên này để làm gì thì em cũng không biết nữa nè. Có thể cái đầu bên này để nó kết nối với một cái chi tiết nào khác để làm một cái công dụng gì đó thì em cũng không rõ lắm đó nè. Đó. Trong cái lô hàng của Mỹ em mua rượu á, nhưng mà nhầm tưởng thì cây này về không phải là cây rượu. Đó, anh em mình em sẽ quay trong video này ha. Em sẽ đo các cái chi tiết của nó, nên em thấy nó phù hợp nào với công việc của mình anh em ủng hộ nha. Tại vì em thấy cái chất thép của nó rất là ok, cái đầu búa chất thép rất là ok luôn, nên còn tiếp tục giới thiệu đến anh em. Chiều dài của phần gán gỗ là 33 cm. Đây, phần cán thì nguyên vẹn luôn, cán zin của nó luôn anh em, không có thay thế sửa chữa hết ha. Cán gỗ thì của Mỹ rất là chất lượng rồi. Họ sẽ thiết kế cái phần nó có cái độ tay cầm chỗ đây nè, rất là đầm, rất là to nha. Phù hợp với những anh em tay to mình cầm mình thích chắc chắn á. Đấy, thì rất là phù hợp luôn. Đầu búa này, chốt nêm này rất là chắc luôn. Cái mặt đóng này nó có cái dạng caro như thế này. Chỗ này thì nó hơi trượt một tí nha. Không vấn đề gì đâu anh em. Đấy. Rồi, cái mặt bên này thì nó có cái dạng như thế này. Khoảng cách giữa hai cái đầu của nó thì em đo được khoảng là 16,5. Rồi, mặt búa thì nó khoảng là 3 nha. Cái dạng vuông, đường cái cạnh của nó là 3 cm ha. Rồi, cái cạnh phía bên này nè thì khoảng là 4 cm nha nè. Cái lưỡi này em không biết đẩy ra đẩy vào được không? Nói chung em không rõ lắm ha. Mình bán cho anh em nào mình thích những cây nó lạ, mình về mình sưu tầm, hoặc là anh em mình về mình sử dụng cho cái mục đích nào đó của mình á, mình thấy phù hợp mình ủng hộ em ha. Mã 20 ạ. À, để em cân cái trọng lượng cho anh em mình có thể tham khảo luôn. Giá là 400 nghìn nha nè. Trọng lượng của nó là 730 gram. 730 gram nha nè. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã 21 giới thiệu em là một cây rìu của nhà Stanley, hàng của Mỹ ha. Đây, cây này thì rất là chất lượng luôn. À, cây rìu loại này á là nó sẽ có một cái đầu để chặt nè, một cái đầu để đóng đây nè. Đó. Và thiết kế cái size của nó là size nhỏ gọn nha. Rất là phù hợp cho anh em mình có thể mình sử dụng làm việc trong vườn nhà mình với cái size nó nhỏ gọn thôi, làm chặt những cái cây trong vườn, hoặc là anh em mình đi mang đi đi rừng này, đi cắm trại chặt cây gì đó thì em thấy cái size này nhỏ gọn phù hợp nha. Cây này thì đẹp nha, đẹp, cán là cán nguyên zin của nó luôn, trên phần cán có tem luôn nè anh em. Này là dòng Stanley Handyman ha, made in USA, chất liệu thép rigae, và cái phần cán của nó là gỗ hickory. Đấy. Thông tin đầy đủ hết ha, nó hơi mờ một tí, anh em mình về mình có thể xem kỹ hơn nha. Em cũng để nguyên vẹn luôn để anh em mình có cái thông tin mình tham khảo. Cán thì rất là đẹp luôn. Rồi phần đầu rìu này, cái nước sơn màu xám bạc, cái này là sơn zin của nó nha nè. Một số vị trí thì nó bị chóc sơn nè, em thấy ha. Rồi, đây là đầu búa đóng này. Cây này chắc hàng dùng lướt thôi, đầu búa đóng còn rất đẹp. Chốt nêm ha, rất là chắc chắn luôn. Đây, mộc truyện của nó đây ha. Stanley này. Nó hơi anh em sẽ nhìn hơi khó một tí tại vì nó còn cái phần nước sơn á nè. Những cái cây mà nó bị chóc sơn hết á thì anh em sẽ nhìn nó rất là rõ luôn. Còn những cây nó còn nước sơn nè, anh em mình nhìn kỹ giúp em ha. Stanley, cái dòng Handyman. Handyman là một cái dòng gọi là phổ thông thông dụng của hãng Stanley thiết kế cho thị trường sử dụng ha. Chiều dài nó chỉ khoảng là 34 thôi, 34 cm ha. Rất là gọn. Khoảng cách giữa đầu chặt và đầu búa thì khoảng là 16,5. Rồi,
Phần lưỡi chặt của nó thì khoảng là 8.5 cm. Mặt búa thì có dạng tròn và có đường kính là 2.5 cm. Nó vác cái cạnh rất là đẹp nha nè. Đây. Không có bị nứt bể hết nha nè. Anh em yên tâm nha. Hàng rất là chất lượng luôn. Em cũng lựa rất là kỹ để giới thiệu đến anh em. Về trọng lượng của nó thì em con được là 7,5 lạng nè, cây này 7,5 lạng đó. Với cái chiều cao 30, chiều dài 34 cm và cái trọng lượng là khoảng 7,5 lạng, em thấy rất là vừa dùng anh em, rất là vừa dùng nha. Cho anh em nào thích những cây rìu cầm tay, những cây búa cầm tay. Mã 21, giá cây này là 1 triệu nha nè. Anh em mình mua về sử dụng hoặc sưu tầm đều ok nha. Em qua mã tiếp theo. Mã số 22. Em giới thiệu đến anh em một cái viên đá nha. Viên đá này là của Mỹ nha nè. Đây, thông tin của nó là hãng Diamond ha. Đây, USA. Cái dòng đá này là đá silicon carrier nè, carrier gì đây ha. Đó. Thì em cũng chưa có, thật sự là em cũng chưa có thời gian để mà em tham khảo về cái dòng sản phẩm này. Đấy, thì em cũng quay rõ cái thương hiệu của nó này. Anh em nào mình quan tâm mình có thể tra cứu ha. Rồi, nó còn nguyên cái bao bì vỏ hộp luôn. Hàng nội địa vận chuyển nên là nó có hơi bị rách phần vỏ chỗ này tí, không vấn đề gì nha nè. Đây. Phần đá bên trong thì em nghĩ là chắc chưa qua sử dụng nên nó còn luôn cái tem niêm phong này. Đảm bảo cho anh em mình là không có nứt bể gì hết nha. Em lấy viên ra cho anh em xem. Và đặc biệt cái đá này nè, em thấy cái độ cứng nó rất là cao luôn ấy. Hàng em vận chuyển chung với hàng rìu này, thì anh em biết những cái rìu lớn nó rất là nặng luôn. Tuy nhiên nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái này luôn nè. Ok luôn ha. Đá dầu gì đó em cũng không rõ lắm ấy nè. Rồi, này thì nó bị bể tí thôi, không vấn đề gì nha. Tại vì mình mua hàng cũ mà nó phải có những cái chi tiết nó có vấn đề, nó sau đó thì họ mới thanh lý, giá nó còn rẻ hơn so với các cái giá mới ha. Đây, em thấy thì ở đây nó có hai cái dấu bể cho này tí nha. Đó. Rồi. Kích thước thì bên này là 21 cm nha. Bên này thì khoảng là 5,5 cm ạ. Bề này thì khoảng là 3 cm ạ. Ở này nó bị dính giấy nha nè, giấy của cái vỏ hộp á. Nguyên vẹn ha. Không nứt gì hết nha nè. Anh em nào thấy cái sản phẩm này nó phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ ha. Cái đá này nè, trọng lượng của nó em con được là 660 g, 6,6 lạng nha nè. Đấy, anh em thấy phù hợp anh em ủng hộ em. Mã 22, clip 45, giá 500.000 cho viên đá này ha. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã 23 cũng là một cái dòng sản phẩm của Mỹ ha. Cái này là kìm quai gíp dạng nhọn anh em. Đây, cái dòng của nó là dòng 6LC quai gíp hàng của Mỹ, quai gíp ha. Đây, USA. Quay gíp là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng về các cái dòng kìm rồi, kìm bấm chết rồi, rất là chất lượng luôn. Cây này thì tình trạng em thấy cũng còn khá là đẹp đấy. Nước xi của nó đa phần là sáng đẹp. Đây là những cây kìm cổ được sản xuất tại Mỹ nha nè. Hàm rất là ok ha. Rồi, chốt vặn này, điều chỉnh này. Các chi tiết bên trong là còn nguyên vẹn hết luôn ha. Hoạt động là cứng cáp ngon lành. Rồi ở đây có cái lưỡi cắt phụ nè, bên trong này, phần hàm này. Đấy, hàm cây này đẹp anh em.
Cây này hàm là đẹp đó, hàm kẹp trong kẹp ngoài đều rất đẹp. Đấy, ok ha. Cây này em mua về sử dụng hạt sơ tầm đều rất là ok luôn. Chiều dài thì em đo được là 16,5 cm nha. Hoạt động là trơn tru ngon lành, chốt là rất là chắc chắn luôn. Vậy chắc thép của nhà YGF mà những cái dòng mà sản xuất ở Mỹ thì rất là chất lượng rồi nè. Rất là cứng cáp ha, độ bền nó rất là cao luôn á. Mã 23 clip 45 giá 450.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Đây, một cái cây kìm YGF lớn này. Đây cho anh em mình sử dụng ha. Kìm này là dòng của nó là 10R nha nè, dòng hàm thẳng ha. Và có cái độ dày hàm rất là cao, rất là dài luôn. Cây này thì hình thức cũng còn ok anh em. Hàng của YGIP ha, USA YGIP ha. Trên bề mặt thì có một số vết nó bị bong xi li ti thôi, nhỏ thôi, không vấn đề gì nha. Đó, hàm là ok nè, ngon lành luôn. Các chi tiết bên trong này, tại vì bên trong này cái máy nó vệ sinh không tới đâu em, nên là nó hơi tối màu một tí nha. Cái này anh em mình về mình sử dụng thời gian mình che dầu che nhớt vào cho nó ok lại ha. Tại vì những cái cây này là cây lâu đời rồi, sản xuất tại Mỹ, đến tính tới thời điểm hiện tại á, cái tuổi thọ nó khá là cao rồi anh em. Tuy nhiên những anh em nào mình thích những cái chất thép cứng cáp, độ bền của nhà YGIP thì anh em có thể tham khảo với những cây này nha. Đây, rất là chắc chắn luôn ha. Đây. Những cây này thì tuổi thọ của nó tính lên đến chục năm. Có những cây từ cái những cái đời đầu tiên của nhà YGIP luôn á nè, đến đến bây giờ là gần hơn 80 năm ha. Hoạt động vẫn rất là ok, ngon lành luôn. Đây, hàm của nó là ok nha. Đây, các cái răng của nó đều hết rồi nè, ok hết ha. Đây, cái độ lệch hàm của nó rất là thấp luôn rồi nè. Anh em thấy hàng đã qua sử dụng mình như thế này là ok ha. Đây, chỗ này nó chóc cái nước xi anh em, chóc nước xi nên nhìn nó hơi tối màu tí nha. Cái hàm khi mà em kẹp lại nè, anh em thấy nó cũng khít xác luôn ha. Cây này thì size khá là lớn, size 10 inch. Anh em có thể cầm cho anh em mình ướm chừng trên tay nè. Đó. Anh em nào những tay mà vừa cho đến tay to á, thì sử dụng rất là phù hợp nha, cầm nó chắc chắn. Chiều dài của nó là 22,5 cm ạ. Rồi, mã 24 ạ. Clip số 45, giá 750.000. Một cây kìm YGIP rất là chất lượng cho anh em về sử dụng hoặc sưu tầm. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã 25. Em có một cây búa đinh đây nè, một cây búa đóng đinh ha. Cây búa đóng đinh của nhà Edwin. Đây, anh em thấy cái mẫu của nó rất là độc quyền nha. Nhìn nó là không có bị trộn lẫn vô những cái thương hiệu khác anh em. Đó, hình thức là nguyên vẹn ha. Đây, USA Edwin ha, cái dòng của nó đây, mã code của nó đây, anh em có thể tham khảo nha. Rồi, phần cán của nó được bọc cao su nè. Cao su này còn khá là mềm, cầm chắc tay nha. Này. Rồi, đối với cái dòng búa nhà Edwin, đa phần nha, đa phần họ thiết kế là liền khối, kiểu như mà đúc liền khối luôn nè. Phần đầu búa, phần cán búa được đúc liền khối luôn. Đấy. Và được bọc cao su ở cái phần tay cầm. Cao su hoặc là da thì tùy vào các cái dòng khác nhau ha. Tuy nhiên là đa số những cái sản phẩm bên này họ sẽ đúc liền khối phần đầu và phần cán luôn. Anh em thấy phần cán của nó rất là mỏng nha. Đó.
Tuy nhiên không có cong vênh biến dạng hết, hàng đã qua sử dụng mà rất là ngon lành luôn. Thì anh em thấy được cái chất thép của nó ok như thế nào ha. Đấy, một cái thương hiệu nó rất là nổi tiếng luôn nè, Edwin ha, chuyên về các cái dòng búa rìu. Đây, đây nó sẽ có một cái đầu đóng này, có dạng tròn ha, một cái đầu nhổ nảy đinh. Đấy, nó có độ cong này vừa phải ha, để anh em mình có cái lực đòn bẩy để mình nảy này. Cây này thì size của nó là size trung á, anh em cầm rất là vừa dùng này. Này, sử dụng gia đình, anh em nào mình thích cái độ bền bỉ của nó, mình trang bị gia đình mình cây này mình sử dụng rất là bền luôn anh em. Những cái hàng của Mỹ em thấy tuổi thọ nó cao lắm. Tổng chiều dài của nó là 27,5 cm nha, khá là gọn ha, 27,5. Rồi, khoảng cách giữa hai cái đầu của nó là 12. Đầu búa thì có dạng tròn và đường kính là 2,1 cm nha. Đây là cái đường kính em tính bên trong nha. Về cân nặng, cây này 600g anh em, 600g. Đấy, anh em thấy nó khá là nhỏ gọn luôn. Tuy nhiên cái độ nặng của nó rất là cao, cái chất thép của nó rất là dày đặc ha. Đấy, rất là chất lượng luôn. Mã 25, clip số 45, giá 600.000. Em qua mã tiếp theo. Tiếp theo là một cây búa. Búa này là kiểu như dạng búa tạ nè, búa tạ một tay ha, của nhà Edwin. Đây, rất là nặng anh em, rất là nặng, rất là chất lượng luôn. Đây, USA ha. Cái dòng của nó là B338 ha. Hình rất là nguyên vẹn luôn. Anh em thấy cái dòng búa tạ ha, cái đầu nó rất là nặng anh em. Họ vẫn là đúc liền khối phần đầu và phần cán. Và anh em thấy phần cán ở giữa này rất là mỏng ha, tuy nhiên độ cứng rất là cao luôn, không có cong vênh biến dạng, không có hư hỏng gì hết anh em. Đó thì anh em thấy cái chất thép của nó chất lượng như thế nào nha. Cây này khá là nặng nè. Anh em nào mình rèn đập những cái hàng nặng, hàng to, hàng khủng á, thì anh em có thể tham khảo qua này. Anh em mình dùng búa một tay ha. Này, cái độ dài của nó cũng khá là phù hợp luôn. Tổng chiều dài thì em đo được là 28 cm thôi. Đó, anh em thấy ha, rất là vừa vặn luôn. Rồi, đúc liền khối và phần cán được bọc cao su. Em thấy cao su cây này cũng nguyên vẹn nè, không có rách nứt gì hết nha. Em cũng chọn lựa khá là kỹ càng. Đó. Rồi, phần đầu búa này. Đầu búa thì cái chất thép ở đây nó làm ra là nó như vậy nè. Nó làm ra nó như vậy. Nó có một số cái vết kiểu như nó gia công mà nó chưa có mài lại hay sao đó nè. Thì em thấy cái chất thép nó như vậy luôn, chứ không phải là da rỉ ố đâu. Tại vì cái nước gam của nó thì em thấy cũng còn nguyên luôn. Này có thể là do trong quá trình sản xuất luôn ha. Đấy. Rồi, mặt đóng của nó đây có những cái dấu cấn nhẹ nha, hàng đã qua sử dụng. Đấy, anh em nào còn những cái búa mà chất lượng thì anh em có thể tham khảo qua cây này. Cân nặng của nó á, hơn 1,5 kg, gần 1,6 kg anh em, 1,5 kg, 70g á, thì em tính ra khoảng gần 1,6 kg nha. Này, rất là chất lượng luôn ha, cầm nặng lắm anh em. Mã 26 của clip số 45, giá 100, sorry anh em, giá là 1,1 triệu nha. Mà em nhắc lại ha, mã 26 của clip 45, giá 1,1 triệu ạ. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 27 giới thiệu anh em mình một cái cây mỏ lết răng bằng nhôm ha. Cây này của hãng Rigid. Này, tiếp tục lên cây này ha. Thì video trước đây một video là số 44 thì em cũng có lên một cây. Thì cũng có một số anh em hỏi ha. Em lên tiếp lại cây tiếp theo này, giới thiệu đến anh em nè. Anh em nào mình chưa mua được cây hôm trước, mình có thể tham khảo qua cây này nha.
ngoại hình hàng bãi thì nó cũng tương đối với nhau hết rồi nè. Thì em cứ cảm thấy mà cái sản phẩm này em test còn ok, hoạt động ngon lành thì giới thiệu đến anh em ha. Đây, chuẩn hàng của Mỹ USA. Cây này thì được anh em mình ưa chuộng bởi vì cái chất liệu của nó là cán bằng hợp kim nhôm, nên là khi anh em mình cầm lên tay nè, cảm giác nó nhẹ hơn rất là nhiều so với những cây bằng thép ha. Cán bằng thép, lưỡi bằng thép nữa thì nó rất là nặng. Cây này thì cán nó sẽ thay thế bằng nhôm để giảm cái trọng lượng nha anh em. Cây này là size 14 inch. Và các cái phần còn lại như các cái hàm của nó đảm bảo cái độ cứng cáp nên nó vẫn thiết kế bằng thép nha. Đây, 14 inch ha. 14 inch. Các chi tiết là nó đi liền với nhau chứ nó không có bị thay thế giữa các cái hàng này hàng kia. Đây, anh em thấy ha, đều là 14 inch hết nha. Này, còn lăn này còn rất là nhám tay. Lăn là ok ngon lành, trơn mượt luôn. Đây, bên trong em có chai dầu nhớt. Tại vì những cái hàng của Mỹ thì họ thiết kế khá là thô này. Nó khá là thô, nó không có bị được nhẵn như là mấy cái hàng khác đâu. Nó hơi thô nhưng mà nó chất lượng. Anh em là thích những cái hàng mà chất lượng cao á thì anh em cứ tham khảo qua ha. Cái ngoại hình của nó có thể hơi thô một tí. Cây này thì hàm mở khoảng là 7 cm ha. Đấy, răng cổ là ngon lành. Đây, nãy là còn ok nha. Mấy con lăn lại mở ra vặn vào là trơn tru ngon lành nha nè, không có bị hư hỏng răng gì ở đây hết nên là nó không có bị khựng, không bị chặn lại gì hết đây nè, mở ra rất là trơn tru luôn. Tổng chiều dài là 35 cm anh em ha. Rồi, anh em chốt hàng báo giùm em mã 27, clip 45, giá 400.000. Em qua mã tiếp theo. Mã 28 giới thiệu cho anh em mình là một cây cưa ha, một cây cưa cổ. Cây này là của nhà Sandwich ha nè, Sandit ha, hàng của Sweden, Thụy Điển. Một cây cưa dạng cưa sắt mà dạng những cái dòng cổ hồi xưa nè. Thiết kế khá là chất lượng luôn ha. Với hai cái đầu này nè, hai đầu này nè là nó bằng hợp kim nhôm để nó giảm cái trọng lượng của cái cưa này. Anh em mình thao tác khá là nhẹ nhàng ha. Tuy nhiên để đảm bảo cái độ cứng cáp cũng như là có một cái khoảng bên trong này để anh em chứa các cái lưỡi cưa thay thế. Đây, đó, họ thiết kế cái này bằng thép và có cái dạng ống vuông. Rất là cứng cáp luôn anh em nha. Cây này anh em mình về sử dụng hoặc sưu tầm đều rất là ok này. Các cái chốt này, đây chốt anh em để mở này, là còn nguyên vẹn luôn. Đây, chốt đã tăng đưa anh em mình khi mình thay thế lưỡi cưa ha. Đó, anh em thấy ok hết ha, rất là đẹp luôn. Không có dấu hiệu nứt bể hết nha anh em. Các cái chốt rồi gắn cái lưỡi cưa này chắc chắn luôn nha. Đi kèm thì một cái lưỡi cưa của Thụy Điển luôn. Cưa của hãng đó luôn anh em. Sweden ha. Lưỡi này thì đã qua sử dụng rồi, tuy nhiên em thấy các cái răng cưa là còn ok này. Đó. Anh em mình về cứ tiếp tục sử dụng ha. Hoặc là khi anh em sử dụng một thời gian dài nó hư hỏng rồi, anh em có thể thay thế cái lưỡi cưa khác. Anh em cứ mua cái lưỡi cưa mà chuẩn của nó là 26 là ok. Lưỡi cưa Mỹ, cưa Việt Nam hoặc là cưa cái size này á, nó thông dụng đó, anh em có thể mua hãng, nhiều thương hiệu đều có ha. Đấy, chốt là rất là chắc chắn luôn, không có bể nứt gì hết.
Cây này thì quá đẹp rồi. Tổng chiều dài của nó nha, tổng chiều dài cây cưa này, này em đo được là khoảng tầm 35cm về chiều dài. Và cái phần chiều ngang của nó thì khoảng là tầm 14 ha, 14cm nha. Mã số 28 ạ, clip 45, giá 600.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã 29, em có một cái rulo hơi ha. Cái rulo hơi. Đây, thông tin của sản phẩm nó nằm ở đây hết này. Cái này thì em cũng không có rành lắm, thì em thấy là nó nguyên vẹn hết. Đây, phần vỏ, phần chốt treo ha, cũng như là cái phần dây ngay bên trong này là ok hết luôn. Nên là giới thiệu đến anh em để mình có thể mình tham khảo mình mua về sử dụng nha. Thông tin của nó ở đây này, đây anh em có thể mình chụp màn hình lại hoặc là mình xem kỹ ha. Mình cho nó dừng video á để anh em mình có thể mình xem được này. Đây, nó có thể chịu trọng tải từ 1.5 đến 2.5 kg. Rồi. Hãng này là tên hãng này, cái modem của nó này. Rồi. Các cái thông số này, modem này, thông số này. Rồi này, năm sản xuất này. Đây. Rồi. Nguồn gốc này, made in Japan, được sản xuất bởi công ty Endokogyo của Nhật ha. Rồi, ở đây có một số cái chi tiết để cho hướng dẫn anh em ha. Đấy. Em thấy nguyên vẹn luôn. Cái vỏ của nó không có dấu hiệu nứt bể hết nha nè. Đây, hàng bãi như thế này đã rất chất lượng ha. Đấy, không có nứt bể gì hết, nguyên vẹn luôn. Chốt này chắc chắn nha. Rồi, ở đây có cái đầu nối hơi cho anh em mình nối nhanh vào này. Đây, cái phần bên trong này nè, nó chứa cái dây ha. Dây thì cây này dây là khoảng 1m3 nha, 1m3 nha nè. Anh em thấy cái ống dây của nó là nguyên zin của nó luôn ấy, rất là chất lượng nha. Dây rất là dày và dẻo nha nè. Rất là dày dặn luôn nha. Cái đường kính của dây á, em đo cái đường kính ngoài ha. Đường kính của dây thì khoảng là 12 ly nha anh em, 12 13 ly gì đó nha. Rồi, ở đây có cái khớp nối cho anh em luôn ha. Giới thiệu đến anh em để mình tiếp tục mua về sử dụng ha. Em sẽ đo một số cái kích thước cơ bản này. Ví dụ như cái này thì nó có cái đường kính thì khoảng là 20cm nha, về đường kính nha. Đấy. Cái độ dày của nó thì khoảng là 14 ha, khoảng tầm 14cm nha, về độ dày nha. Đấy, em tính đến cái vị trí này nha. Các cái ốc chốt này nguyên vẹn là như vậy luôn ha. Này, này anh em mình sửa xe này, mình làm về xe về hơi thì em thấy rất là chất lượng luôn. Khá là nặng anh em, để em coi cái trọng lượng của nó. Tổng trọng lượng của nó là 2,2 kg. Mã 29 ạ. Clip số 45, giá 600.000 nha anh em. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã 30,
30 và 31 nha. Em có hai cái con bào rất là đẹp luôn. Mã số 30 nè. Này, con này là của nhà Gradman ha. Cái tình trạng còn khá là đẹp luôn anh em. Anh em nào mình thích sưu tầm những cái món đồ cổ này của các cổ nước Mỹ á, thì anh em có thể tham khảo qua cây này ha. Gradman là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng của Mỹ. À, sorry anh em. Em có hai cây với hai cái phiên bản khác nhau, một cây là của Mỹ, một cây là của Anh. Cây này là của Anh nha anh em. Đây, Gradman made in England ha. Đó. Đây, cái phần đế của nó cũng là made in England này. Đây. Rất là đẹp luôn ha. Đến thời điểm bây giờ thì có thể là anh em mình bào bằng máy hết rồi. Những cái máy nó hoạt động công suất rất là nhanh. Để cho ít anh em mà dùng đến những cái bào tay như thế này ha. Những cây này là những cây đời cổ của nó. Hoặc là những anh em thích thủ công, thích mình bào thủ công, mình làm những cái đồ trong gia đình, hoặc là cái đồ sản phẩm làm bằng thủ công á, thì anh em có thể tham khảo qua cây này. Đấy, rất là đẹp luôn. Các chi tiết đi kèm là hoàn chỉnh luôn anh em. Này là chốt giữ này, lưỡi của nó này, lưỡi là lưỡi zin luôn, Gradman made in England. Rồi, phần chốt tay cầm sau này chắc chắn ha, không có rơ lắc gì hết ạ. Rồi, phần đế của nó ở dưới này made in England. Nó là chi tiết của nó nguyên vẹn luôn, chứ không có bị thay thế sửa chữa gì hết á. Anh em yên tâm nha. Chốt điều chỉnh ở đây nha anh em. Cây này thì quá đẹp luôn ha. Phiên bản này được sản xuất tại Anh nha anh em. Em nhắc lại ha. Lúc đầu em có giới thiệu nhầm. Em nhầm qua cái mã 31. Sorry anh em nhiều ha. Chiều dài của nó thì em đo được là 24,5. Chiều ngang của nó thì là khoảng là 6,2cm nha anh em. Và cái chiều cao, em tính chiều cao từ phần đế cho đến lên cái vị trí trên cùng này thì khoảng là 13cm nha. Cái chi tiết là rất đẹp, hoạt động là hoàn hảo luôn anh em nha. Đấy, không vấn đề gì đâu. Không phải là hàng sưu tầm, hàng cổ trưng bày thì anh em sử dụng không được. Cây này thì anh em vừa sử dụng, vừa sưu tầm được luôn nha. Đảm bảo cho anh em là phần thép là không, các cái chi tiết luôn, tất cả các chi tiết là không có nứt bể hết nha. Vừa có giá trị sưu tầm, vừa có giá trị sử dụng. Ở dưới này thì sắt thép để lâu ngày á, nó hơi ố một tí thôi, không vấn đề gì nha. Quá đẹp luôn ha. Cái chất thép của nó rất là nặng anh em. Rất là nặng, rất là dày nha. Cầm lên nó nặng tay lắm. Con này á, thì em con được là 1,6 kg. Con này 1,6 kg tổng trọng lượng của nó nè. Anh em thấy nhỏ gọn trong lòng bàn tay, nhưng mà con nặng 1,6 kg anh em. Chất lượng ha. Đấy, anh em thích cái phiên bản này á, ủng hộ em nha. Mã 30, giá 1,3 triệu ạ. Giá 1,3 triệu cho một con bào rất là đẹp luôn. Em qua mã tiếp theo. Tiếp theo là cái phiên bản của Mỹ nè anh em ha. Đây. Đây, con này thì phiên bản của Mỹ. Ngoại hình thì nó không đẹp, không bắt mắt bằng con kia. Nhưng mà thứ nhất là do cái thị trường sản xuất, thứ hai là do cái dòng đời của nó nữa, nên cái giá thành nó sẽ cao hơn ha. Con này là 1,4 triệu ạ. Đây anh em xem hình thức này, nó cũng có một số cái đặc điểm, có cái sự khác biệt rõ ha. Tuy nhiên các cái chi tiết đi kèm rất là chắc chắn nha, không bị bể nứt gì hết nha. Đây, hai cái tay cầm này rất là chắc chắn luôn ha. Rồi, phần đế của nó thì bên bề mặt nó có thiết kế các cái vân sọc như thế này ha, nhìn cũng rất là lạ mắt, đẹp mắt. Rồi, chốt chặn là ok hết ha. Gradman, lưỡi của nó cũng là lưỡi zin luôn em. Gradman made in USA ha. Rồi, chốt điều chỉnh của nó ở đây thiết kế một cái chốt đông khá là đẹp nha. Rồi, bề mặt của nó ở dưới ha. Bề mặt con này thì láng mịn.
Con này thì bề này em đo được là 25 cm nha nè. Bề này thì khoảng là 6,5. Chiều cao của nó thì khoảng là 13 nha nè. Mà cầm lên tay cũng khá là nặng tay luôn. Đó. Anh em nào thích cái phiên bản của Mỹ thì anh em có thể tham khảo qua cái này ha. Made in USA. Đó. Hàng được sản xuất ở nước nào, ở quốc gia nào thì họ sẽ ghi đánh dấu rất là rõ ha. Được in nổi như này. Đây. Nước sơn của nó là sơn zin luôn á. Sơn zin của nó có màu xám bạc như vậy luôn anh em. Đây. Và trọng lượng của con này em coi được là con này là 1,7 kg nè, nó nặng hơn ha, con này 1,7 kg. Đó, anh em thích những cái sản phẩm cổ này, những cái hàng cầm tay thì anh em có thể tham khảo qua con này nha. Mã 31, clip số 45, giá 1,4 triệu ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 32 cũng là một cái sản phẩm cổ nè. Một cái sản phẩm cổ có giá trị sưu tầm ha. Đa số những hàng Mỹ á, nhà bên em sẽ chuyên nhập các cái công cụ, các cái dụng cụ mà nó cổ á, nó mang lại cái giá trị sưu tầm á nè. Còn những cái hàng thương mại bán trên thị trường á thì em chỉ về những cái sản phẩm yếu phẩm để phục vụ cho anh em mình làm nghề thôi. Đó. Anh em nào thích những cái sản phẩm cổ thì anh em có thể tham khảo qua kênh của em hoặc là kênh thích đồ nghề Mỹ ha. Đây, những cái sản phẩm sưu tầm rất là có giá trị luôn. Đây thì em có một cái đèn bàn ha. Cũng khá là cổ luôn. Đây. Cái này của cái hãng tên hãng này nè. Đây. Modem đây ha. Đây, hàng của Mỹ. Tuy nhiên cây này rất là đẹp này. Đấy. Đèn này rất là đẹp nha. Cái màu sơn đen của nó là màu sơn zin luôn nè. Nó sẽ có 3 khớp ha. Khớp từ phần đế lên đến đây và khớp ở giữa này và khớp ở đây. Đó. Cho phép anh em mình có thể điều chỉnh mình bẻ theo phù hợp với cái thiết kế của cái bàn của mình ha. Đó. Thì các cái khớp của nó rất là chắc chắn luôn. Anh em mình có thể điều chỉnh được nha. Dây thì dây nó sẽ chạy bên trong. Đây, dây nó chạy bên trong. Rất là chất lượng luôn. Nó được bảo vệ nên anh em cũng không có lo vấn đề dây bẻ trong quá trình nó bị hư hỏng gì hết nha. Đó. Rồi. Con này thì dây còn rất là dẻo, cứng cáp nha. Này, em quay các cái chi tiết qua một lượt cho anh em xem ha. Đấy, anh em mình có thể mua về trang trí cái bàn làm việc của mình. Những anh em mà thích những cái đồ sưu tầm, những cái đồ xưa cổ như thế này nè, mình trang bị thêm một cái đèn với cái ánh sáng vàng á, nên là em thấy là cái không gian của mình nó rất là đẹp nha. Chất liệu thép của nó rất là cứng cáp luôn anh em. Ở đây ha thì hàng em bán á thì nó sẽ không có bao gồm đèn nha nè. Đèn là em chỉ để một cái đèn vào cho anh em mình có thông tin mình biết được thôi. Cái chuôi của nó cũng là chuẩn E727 nha. Anh em mua những cái bóng đèn bình thường ở điện nước về á là mình sử dụng được bình thường nha. Đấy, nước sơn con này còn rất là đẹp luôn. Công tắc của nó cho này là bằng đồng ha. Trang trí bằng đồng khá là đẹp. Đây. Đó. Tắt mở một thao tác rất là đơn giản thôi. Ngắn như thế này thôi nè. Đó. Anh em mình đẩy lên đẩy xuống thì đều ok hết nha. Đó. Tiếng kêu rất là thanh ha. Rồi, phần dây của nó là thuộc dạng dây sắn như thế này nè.
khá là dẻo luôn. Và cái độ dài của nó khi mà anh em mình kéo ra được á thì nó rất là dài nha. Đó, khá là dẻo này. Không có bị rách nứt gì hết nha. Dây còn khá là dẻo luôn. Đó. Độ dài khi anh em kéo ra có thể lên đến hơn 2 mét nha anh em. Khoảng 2 mét rưỡi 3 mét đó nha, khi anh em mình kéo ra á. Rồi. Chui cắm của nó ở đây. Cũng chuẩn theo cái tiêu chuẩn điện của Mỹ ha. Em thấy có cái đây, u lời đây nè. Đó. Rồi, em sẽ đo một số cái kích thước cơ bản của cái đèn này ha. Bề này á, em đo theo từng khớp nha, em đo theo từng khớp cho dễ ha. Khớp này thì là 32 nè. Rồi khớp ở giữa thì khoảng là 30. Rồi khớp tiếp theo, khớp này thì khoảng là 11 nha. Đó. Anh em mình có thể nếu để thẳng thì mình cộng tổng chiều dài của ba khớp đó lại ha. Nhưng mà đa số những thứ cái này thì anh em mình sẽ bẻ theo cái nghiêng như thế này đó, nên em sẽ đo từng khớp để cho anh em mình dễ theo dõi nha. Điện thì về cái hàng sử dụng á, những cái loại đèn như thế này á thì anh em mình có thể sử dụng điện 100 110 cũng được nha, hoặc là anh em mình sử dụng thẳng điện 220 mình vẫn được. Tuy nhiên nó sẽ phụ thuộc vào cái bóng của mình. Nếu anh em mua bóng á, mà loại bóng sử dụng cho điện 110 thì anh em mình sử dụng điện 110 giùm em. Còn nếu anh em mình mua những cái bóng đại trà á, những cái bóng hàng Việt Nam á, sử dụng cho điện 220 á, thì anh em mình sử dụng giùm em là cái nguồn điện cấp là 220 ha. Tại vì cái này là phần dây điện thôi, dây điện nên nó sẽ không phụ thuộc vào cái không yêu cầu bắt buộc một cái chuẩn điện nào hết. Đó, nên là nó sẽ tùy thuộc vào cái bóng của anh em sử dụng cái nguồn điện phù hợp. Đó, nó rất là tiện cho anh em á, mình không có cần phải sử dụng cái biến đổi dòng điện ha, rất là tiện luôn. Rồi, cây này thì quá đẹp rồi. Anh em mình decor rất đẹp nha. Mã số 32. Giá cây này là 3,4 triệu nha anh em, 3,4 triệu. Đó. Rồi, em qua mã tiếp theo ha. Em lên mã tiếp theo nha, mã số 33. Giới thiệu cho anh em một cái lưỡi rìu ha, một cái lưỡi rìu của nhà Conlin. Đây, một cái hãng rất là nổi tiếng cho các anh em sưu tầm nha. Lưỡi này thì đều rìu đôi ha, rất đẹp luôn. Chất thép thì nhà Conlin thì rất là chất lượng rồi, anh em mình không khỏi bàn luôn ha. Đây. Một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và các cái dòng rìu của Mỹ nha anh em.
Con này cái lưỡi nó rất đẹp nha, lưỡi nó rất đẹp nè. Đấy. Anh em mình về mình tra cán giúp em ha, mình tra cái cán lên, nó sẽ lên cái rìu rất là đẹp luôn á. Tại vì là những cái rìu này á, khi mà em nhập từ Mỹ về mà nguyên cán anh em, tính theo cái hàng cồng kềnh cái giá trị lên cao lắm. Về đến Việt Nam thì cái giá trị nó rất là cao, mà đôi khi những cái cán của nó bên đó họ sử dụng á, khi mà về đến Việt Nam thì nó cũng không còn nguyên vẹn 100% nữa nè. Đó. Nên là những cái cây mà nó còn nguyên vẹn lại nó khá là ít, nên là em mua phần lưỡi về ha. Đó. Thứ nhất nó cũng tiết kiệm hơn về cái khoản phí ship, nên là cái giá thành nó về đến Việt Nam rất là ok luôn. Rồi, cây này thì mình Việt Nam là một cái đất nước mà có rừng núi ok mà. Anh em có thể sử dụng những cây gỗ của Việt Nam mình thiết kế cho cây cây cán rìu này. Cây rìu này những cái cán ha, theo thứ nhất là về cây theo cái dáng rìu mà mình thích nè. Đó. Và về cái chất liệu gỗ mà mình thích nha. Đấy, nó sẽ phù hợp với anh em mình thích tự làm nha, tự làm cán rìu. Còn những anh em mình vừa mua về mà sử dụng luôn á thì anh em mình mua những cây nó có cán sẵn ha. Đây, cây này thì bề này khoảng cách giữa hai cái lưỡi rìu á là 27 này. Chiều dài của phần lưỡi rìu thì khoảng là hơn 11 cm nha. Đấy. Thông tin là được dập chìm nha nè. Rất là rõ nét luôn. Này thì nó khoảng là 7,5 nha, 7,5. Bề này thì là 1.5. Để cho anh em mình ước chừng cái đầu rìu nữa, đầu cán nếu mà mình có sẵn ha, để mình có thể tra được. Đó. Rất đẹp luôn. Và trọng lượng của cây này nè. Gần 1,4 kg nha nè. Tổng trọng lượng của cái đầu rìu này là gần 1,4 kg. Rất là chất lượng luôn. Đặc biệt là phần lưỡi rất đẹp nha. Cây này lưỡi tuyệt vời luôn anh em. Mã 33, giá cái đầu rìu này là 2 triệu ha. Đó. Em quay mã sản phẩm tiếp theo ạ. Đây, những anh em mình mà mua về sử dụng luôn á, mình có thể tham khảo với những cái rìu mà nó có luôn phần cán này. Đây, em cũng lựa cây này cán rất là chất lượng ha. Cây này là của hãng Craftsman, hàng của Mỹ nha nè. Rìu này là rìu đơn ha, nó sẽ có một cái đầu lưỡi thôi. Và đầu này là anh em có thể sử dụng làm đầu búa nha. Đây, thông tin đây. Craftsman made in USA, thông tin là được dập chìm nha anh em. Rất là sắc sảo luôn. Cây này thì cũng rất là đẹp nè. Này, chốt nêm rất là chắc chắn luôn ha. Phần cán là cán zinc của nó luôn. Cán rất đẹp. Đây, cán rất đẹp luôn anh em nha. Đây, em mở cho anh em xem ha. Đây, cán nó không có tì vết lỗi lầm gì hết anh em. Rất đẹp luôn. Ok ha. Rồi, phần đầu này. Về kích thước ha, em đo cái phần lưỡi rìu trước nè. Này thì chiều dài của nó là 19,5 nha, 19,5. Cái phần đầu búa này nè, thì là đầu này là 7,5. Bề này á, thì khoảng là 3 ha. Rồi, cái phần lưỡi búa, lưỡi rìu á, thì khoảng là 11, hơn 11 cm nha nè. Đấy. Đó, dành cho anh em mình về mình sử dụng luôn ha. Đấy. Cái phần cán khá là dài á, em sẽ đo ha. Đến cái vị trí này là 60 này. Đến vị trí này là 28 này, là khoảng tầm 88 cm đây nè. 88 cm nha. Rất là đẹp luôn. Anh em nào mình mua sử dụng luôn, mình có thể tham khảo qua cây này. Cây này là cây rìu đơn ha. Đây. Một lưỡi chặt.
chất thép thì rất là chất lượng luôn. Anh em chốt hàng báo giúp em mã 34 nha, giá là 2,6 triệu. Anh em sẽ thấy cái phần rìu mà có luôn cán á, nó có cái giá nó trên lệch rất là nhiều so với cái phần cán không ha. Cái phần lưỡi không nha nè, đây riêng phần lưỡi không thì nó sẽ rất là, giá nó sẽ rất là mềm luôn. Trong khi này lưỡi đôi nữa nè, mà giá nó chỉ có về tới Việt Nam đó em bán ra chỉ tầm 2 triệu thôi. Tuy nhiên những cái cây này anh em sẽ thấy cái giá trị nó hơi cao, tại vì là cái phí vận chuyển nè, phí vận chuyển hàng cồng kềnh từ Mỹ về Việt Nam rất cao nha, tính theo giá đô mà giá đô hiện đang tăng nữa nên rất là cao đó. Và đây cũng là cái mã cuối cùng của video ngày hôm nay. Vừa có hàng sử dụng, vừa cái hàng sưu tầm luôn ha. Anh em mình thấy cái sản phẩm nào hợp nhãn á, vừa ý mình ủng hộ em nha.